Thưa quý vị, trong khuôn khổ của sự kiện ARI Technica Asia Life 2022 tại thành phố Cần Thơ, vào chiều nay tại khách sạn Mường Thanh đã diễn ra hội thảo khoa học dự án CORIGAP. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Được khởi động vào năm 2013, dự án thu hẹp khoảng cách năng suất lúa gạo ở châu Á và giảm tác động đến môi trường, gọi tắt là dự án CORIGAP, là sáng kiến của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI nhằm cải thiện an ninh lương thực, thúc đẩy bình đẳng giới và xóa đói giảm nghèo, thông qua tối ưu hóa năng suất và tính bền vững của hệ thống sản xuất lúa có tưới ở 6 quốc gia đối tác là Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Dự án sẽ kết thúc vào cuối năm 2022. Mục tiêu chính là xóa đói giảm nghèo và cải thiện bình đẳng giới bằng cách tối ưu hóa năng suất thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả và tính bền vững về môi trường của các hệ thống sản xuất lúa có tưới. Trong đó, tăng năng suất lúa một cách bền vững lên 10% trong 6 vựa lúa cho 500.000 nông hộ nhỏ vào năm 2020. Qua đó, góp phần tăng thu nhập lên 15-90% cho các nông hộ nhỏ tham gia vào năm 2021, cải thiện an ninh lương thực và sinh kế cho hàng trăm người dân ở châu Á, đồng thời giảm thiểu tác động tới môi trường từ sản xuất lúa gạo.